Ngà a tornado i am getting the out of here there's a threat of a tornado outbreak ngày hôm nay đang bị đe dọa lốc xoáy bùng phát With one being just south of đây là một cơn lốc xoáy nhìn thấy nằm về hướng nam indiana Trời nóng lên ba con số For the third week in a row.

Hơn 40 triệu người trên Hoa Kỳ nằm trong báo động trời nóng. Đây là trường hợp trời nóng. Trời nóng trở thành nguy hiểm chết người. Ở ngay công viên Big Ben National Park, một đứa nhỏ 14 tuổi đã bị chết. Lúc đó đứa nhỏ đi bộ, trời nóng ở ngoài 119 độ F. Người ba nuôi của đứa nhỏ chạy đi kiếm người ta cứu. Người ba đã bị tai nạn xe. Đó là theo nhóm bạc chỗ này báo cho biết. Hai người chết hiện tại trong lúc này đang được điều tra còn dưới houston có một số người đang kiếm cách để cho mát họ đã được đưa vô trong nhà thương vào bữa thứ bảy vừa qua họ bị bệnh từ ở một cái hồ nước có lẽ là bị độc của chất thuốc tẩy Theo của chữa lửa với Houston nói cho biết có một số đứa nhỏ gặp tình trạng khó thở. Đó có lẽ là thuốc tẩy đổ trong nước cho nên mới bị như vậy. Trong lúc này cơ sở đó chưa có chịu nói chuyện với đài. Trong lúc này trời nóng vẫn còn tiếp tục đánh tới trạm điện của Texas đang đối mặt một sự thử thách. Operator, Erkot, Công ty ERCOT đưa ra cảnh báo để ý từ tháng 6 ngày 25 Tây cho tới tháng 6 ngày 30 Tây. Họ đang sửa soạn cho về trời nóng liên tục, người ta sẽ xài điện càng nhiều. trong lúc này nhiều người đang kiếm cách để mà trốn cái nóng làm những gì có thể làm để mà trốn nóng